Hàng trăm người làm việc xuyên đêm, hối hả dọn dẹp đồ đạc, phòng ốc để chuẩn bị đón người về từ vùng có dịch. Lúc mà đoàn người về, chuyến xe đầu tiên về, thì đội ngũ bác sĩ, đội ngũ dân quân, đội ngũ của trung tâm quản lý cứu xe vẫn đang làm ở cái tầng cuối cùng của tòa nhà G3. Tụi em cũng 4 tiếng để ngủ rồi. Đó, mời bà con ra lấy cơm ạ. Thưa quý vị, mặc dù có ca mắc COVID-19 đầu tiên cùng thời điểm với nước Mỹ, sớm hơn nước Ý và lại có được biên giới sát với Trung Quốc, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam có số ca nhiễm chỉ tính bằng một vài phần ngàn so với các quốc gia trên, đặc biệt là chưa có ca tử vong nào. Tất nhiên mọi sự so sánh chỉ là tương đối mà thôi, nhưng rõ ràng là không ai có thể phủ nhận được những nỗ lực và hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của nước ta. Và để quý vị có thêm một góc nhìn, một lý giải vì sao chúng ta có được những kết quả ấy, nhóm phóng viên VTV24 đã tình nguyện xin vào ăn ở nhiều ngày trong các khu cách ly để ghi lại những hình ảnh mắt thấy tai nghe. Và ngay sau đây sẽ là những câu chuyện chưa kể tại một trong những khu cách ly lớn nhất của cả nước, ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi có tới 49 tòa nhà và cũng từng cách ly tới 7.000 người cùng một lúc. Những chiếc ổ khóa đủ loại chất thành đống. Sau 14 ngày kể từ ngày 19 tháng 3, anh Tài, nhân viên bảo vệ phòng an ninh mới có thời gian xếp gọn lại số ổ khóa buộc phải phá trong ngày đầu dọn dẹp khu ký túc thành nơi cách ly. Một số sinh viên chưa lên phòng ở quê về lý do cấp bách, chúng tôi phải bắt buộc phải phá khóa và dọn dẹp đồ. Khi các cánh cửa phòng đã mở thì hàng trăm con người đủ màu áo, đủ sắc phục hối hả xuyên đêm để thu dọn đồ đạc, đóng gói niêm phong cẩn thận để kịp đón những người trở về từ vùng có dịch. 87.000 thùng giấy được huy động và hỗ trợ cho việc thu dọn, đóng gói chưa từng có này. Và làm sao để sinh viên đồng thuận? Chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao để cho có cái nơi cách ly để thành phố kịp đưa người cách ly vào. Chuyến xe đầu tiên về thì đội ngũ bác sĩ, đội ngũ dân quân, đội ngũ của trung tâm quản lý cứu xe vẫn đang làm ở cái tầng cuối cùng của tòa nhà G3, khoảng 8 tiếng. Hai ngày sau đó, lượng người tiếp tục về một đông, khu A gần như kín chỗ với trên 6.000 người. Nhiệm vụ của đơn vị phân bổ thức ăn càng nặng nề khi mà các suất thức ăn được bên ngoài đem đến. Đảm bảo bữa cơm hàng ngày cho khối lượng bà con cách ly ở đây với hơn 6.500 người, còn chúng tôi phục vụ ở đây chỉ có hơn 300 người. Làm thế nào đảm bảo cái giờ giấc bữa ăn cho bà con cách ly ở đây đúng cái giờ giấc, đúng cái thời gian để bà con đảm bảo sức khỏe, thực hiện tốt cái quy định ở khu vực cách ly, đồng thời hoàn thành cái thời gian 14 ngày cách ly ở đây. Vâng, khác với các khu cách ly có quy mô nhỏ hơn tại các điểm cách ly trên cả nước, thì đợt cách ly tập trung vừa qua tại Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng số là hơn 6.500 người. Nếu tính cả lực lượng quân đội và lực lượng các đơn vị tình nguyện khác, thì tại khu cách ly này có khoảng gần 7.000 người. Vì vậy mà việc bếp ăn tại chỗ là không khả thi, mà các bữa ăn sẽ phải được cung cấp từ các đơn vị bên ngoài. Sau đó thì các chiến sĩ bộ đội sẽ chuyển đến tận tay của người dân. Như vậy là một ngày 3 bữa sẽ có gần 21.000 suất ăn phải chuyển lên trên các khu nhà, trong đó đa phần là những tòa nhà từ 5 tầng trở lên và rất ít khu có thang máy. Vâng, phát 21.000 phần thức ăn, dọn dẹp, phun khử trùng phòng dịch, vân vân. Mồ hôi chẳng lúc nào kịp khô, một ngày chỉ được ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng mà thôi. Đó là những gì mà hơn 300 chiến sĩ đã phải trải qua trong nhiều tuần phục vụ ở khu cách ly lớn nhất của cả nước. Họ thực sự là những chiến sĩ thầm lặng, mang trên vai một phần trọng trách không hề nhỏ trong cuộc chiến chống COVID-19. Sau một đêm, rác đã chất đầy các thùng rác, thùng giấy, hộp đựng thức ăn bằng nhựa và những thứ khác chất thành đống. Công việc đầu tiên trong ngày của Nghĩa và các dân quân tại dãy nhà A1 là dọn rác. À, trong một ngày thì có rất khoảng 2-3 xe rác sẽ tới xử lý rác ở đây. Mỗi buổi sáng thì tụi em sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ 15 và vệ sinh khu vực người cách ly ở. Và sau đó phát cơm cho mọi người. Loay hoay với những việc phục vụ, thời gian buổi sáng thì cũng đã hết.
bữa ăn trưa lại được chuẩn bị và là công việc nặng nhất trong ngày. Bước qua khu vực cách ly này thì buộc phải mặc đồ bảo hộ. Và một ngày 3 buổi sáng, trưa, chiều thì các chiến sĩ phải trang bị những bộ đồ bảo hộ như thế này và đi cầu thang bộ lên đến tầng 5 để đưa thức ăn cho những người cách ly. Nhiệt độ ngoài trời hiện nay là 33 độ và việc đưa thức ăn trong bộ đồ như thế này thì không dễ chịu chút nào. Tầng 1, tầng 2, rồi tầng thứ 3. Mời bà con ăn cơm hả? 7 phần. Dạ mời bà con ăn cơm ạ. Phòng của mình là bao nhiêu người ạ? Dạ phòng mình 3 người đó. Dạ mời mọi người ăn cơm giùm em ạ. Phát xong 200 phần cơm thì những chiếc áo ướt đẫm vì mồ hôi. Vệ sinh sát trùng, bước vào bữa cơm trưa thì đã quá giờ. Bữa ăn có thịt, có canh và có cả những giọt mồ hôi vừa nhỏ xuống. Tính đến thời điểm hiện tại thì cả khu cách ly Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng dưới 100 người mà thôi. Những người khác đã an toàn trở về đoàn tụ với gia đình của mình. Và sau tất cả thì từ những người bị cách ly cho tới những người phục vụ và cả nhiều thế hệ sinh viên đã hoặc sẽ ở đây, chắc chắn họ sẽ không thể quên rất nhiều những dấu ấn còn để lại. Đó là minh chứng cho một giai đoạn cả nước chung tay chống dịch như chống giặc, là minh chứng cho tinh thần, cho trách nhiệm, cho nghĩa tình, cho sự đoàn kết và sự sẻ chia của chúng ta trong biến cố. Phòng 804 xin chân thành cảm ơn bằng tất cả tấm lòng này. Phòng 803, tụi em xin cảm ơn các anh chị trong những ngày qua. 802, 914, 916, rồi 918. 1001, cảm ơn và luôn nhớ những ngày ở đây như một kỷ niệm đẹp về tình người. Và còn rất nhiều nữa, những dòng chữ được viết nắn nót trên những thùng giấy, hàng trăm dòng nhật ký thay lời muốn nói, được để lại từ các phòng mọi người vừa rời đi, mà trong quá trình dọn dẹp các chiến sĩ đã thu dọn được. Phía bên ngoài, từng đoàn người vội vã ra xe để trở về với gia đình trong niềm vui và cả sự lưu luyến. Vui là được về với ba mẹ, đôi khi có một chút tiếc tại vì mọi người trong này rất là thân thiện. Cầu mong cho các đồng chí khỏe mạnh hoài để các đồng chí làm việc cho tổ quốc chúng ta, và các chú bộ đội rất là cực khổ. Chúng tôi cũng có con, thế nên rất là đau lòng.